Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với video tiếp theo trên kênh Tin Nóng TV. Những vấn đề lùm xùm về Tỉnh Thất Bồng Lai trong thời gian vừa qua vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra và chắc chắn sẽ sớm có kết quả. Video này mình xin chia sẻ đến các bạn nội dung đó là kiến nghị giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến Tỉnh Thất Bồng Lai. Theo thông tin mới nhất được đăng tải trên trang báo mạng điện tử Vẻ Đẹp Phật Pháp.vn có đăng tải công văn số 005 CV-BTS của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An về việc hiện tượng lạm dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi tại nhà Cao Thị Cúc được tự xưng là Tỉnh Thất Bồng Lai và Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Công văn của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã được gửi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tôn giáo Chính phủ, Tỉnh ủy tỉnh Long An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An, Công an tỉnh Long An và Ban Tôn giáo tỉnh Long An. Trong công văn đã nêu rõ các vấn đề. Thứ nhất là tên gọi tự xưng về Tỉnh Thất Bồng Lai và Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Thứ hai là những việc làm của Tỉnh Thất Bồng Lai. Và vấn đề thứ ba là truyền thông của nhóm Tỉnh Thất Bồng Lai. Vấn đề thứ tư, sự đăng tải các công ty truyền thông đối với Tỉnh Thất Bồng Lai. Đặc biệt nêu rõ về những clip do công ty truyền thông và giải trí Điền Quân đã đăng tải. Nhận thấy người đứng đầu của công ty là Đỗ Văn Bửu Điền, biệt danh là Coloman, là chủ tịch công ty Điền Quân, thường xuyên là đăng tải các clip lên chính kênh YouTube của họ về việc ghé thăm Tỉnh Thất Bồng Lai, gọi những người ở đây bằng cái tên gọi là thầy, là sư cô và chú tiểu. Và chính những thông tin sai trái gây nhầm lẫn trong suy nghĩ và tư tưởng của hàng triệu người xem. Vấn đề thứ năm ở trong công văn này đó là những phát biểu của lãnh đạo giáo hội và chính quyền về Tỉnh Thất Bồng Lai trong thời gian vừa qua. Những việc xảy ra tại nhà riêng của bà Cao Thị Cúc có dấu hiệu lạm dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi bất chính, gây thiệt hại đến uy tín của Phật giáo và tăng ni Phật tử. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã kiến nghị các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết dứt điểm trong thời gian đó là: một, điều tra làm rõ động cơ và xác định những việc vi phạm pháp luật nhà nước, vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi bất chính, công kích và xuyên tạc về giáo lý Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ đó, có những biện pháp chế tài thích đáng đối với những hành vi sai phạm nhằm trả lời những nghi vấn của giới Phật giáo và công chúng. Thứ hai là bắt buộc ông Lê Tùng Vân và các thành viên không tiếp tục mặc pháp phục, lễ phục, tăng ni không được mạo xưng là tu sĩ Phật giáo, không tự xưng những từ chỉ về tu sĩ Phật giáo và sinh hoạt tôn giáo liên quan đến Phật giáo, buộc chế tài nếu tái phạm. Thứ ba, buộc tháo dỡ các công trình tôn giáo trái phép tại ngôi nhà của bà Cao Thị Cúc để chấm dứt những hoạt động lợi dụng tín ngưỡng và tôn giáo kể trên, buộc chế tài nếu tái phạm. Bốn là chỉ đạo cho các cơ quan truyền thông và báo chí không được sử dụng từ ngữ dùng riêng cho giới Phật giáo để đưa tin về nhóm Tỉnh Thất Bồng Lai. Thứ năm đó là bắt buộc công ty truyền thông và giải trí Điền Quân cải chính thông tin sai sự thật, đưa ra lời xin lỗi đối với Phật giáo và không tiếp tục đưa tin về nhóm Tỉnh Thất Bồng Lai. Thứ sáu là xóa tất cả các video và thông tin mạo xưng chùa Tỉnh Thất, mạo nhận là tu sĩ trên YouTube và Facebook của nhóm Tỉnh Thất Bồng Lai. Thứ bảy là các đơn vị truyền thông, truyền hình không tiếp tục tiếp nhận tham gia các chương trình đối với nhóm người này với mang danh nghĩa và hình thức Phật giáo. Và điều cuối cùng trong kiến nghị đó là xác định rõ để trả lời nghi vấn về mối quan hệ huyết thống của những người ở đây và những đứa bé có phải là trẻ mồ côi không, đồng thời xác định nơi đây có được phép nuôi dạy trẻ mồ côi hay không. Đó là những kiến nghị trong công văn của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đến các cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề liên quan về Tỉnh Thất Bồng Lai.
chúng ta sẽ tiếp tục chờ kết cục của Tịnh Thất Bồng Lai trong thời gian sắp tới khi các cơ quan chức năng làm việc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký, nhấn chuông để nhận được những video mới nhất.